Còn tại huyện Tân Hưng, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước lũ trên địa bàn huyện liên tục tăng với cường suất từ 3 đến 7 cm ngày đêm. Cụ thể, mực nước lũ thực đo lúc 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2024 trên kênh Hồng Ngự tại thị trấn Tân Hưng là 231 cm và cao hơn đỉnh lũ năm 2023 3 cm. Theo dự báo trong những ngày tới mực nước lũ sẽ tiếp tục tăng, những ngày có mưa, mực nước có thể tăng nhanh hơn. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kèm theo dông thường xuyên xuất hiện, ngành chức năng quyền khuyến cáo người dân chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, đặc biệt là những người dân đang sinh sống ở khu vực đồng trống cần chủ động chằng chống nhà cửa, trong giữ trẻ nhỏ cẩn thận phòng tránh đuối nước. Các địa phương thường xuyên kiểm tra, ra soát lại hệ thống đê bao, bờ bao, khu vực thấp trũng, các vị trí sung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố để khẩn trương gia cố nâng cấp để đảm bảo cho việc sản xuất lúa thu đông 2024